Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm và xóa dữ liệu với JavaZip. Thì đây là bài số 5 ha. Và để theo dõi được bài này, các bạn cần phải xem lại những cái video trước đó của mình trên kênh YouTube Tủ Sách Vàng về JavaZip. Ok, tiếp theo mình mở phần mềm Dreamweaver lên. Đó. Ở đây mình có một đoạn HTML đơn giản và nó được thể hiện bên phải màn hình này ha. Rồi, mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào thông tin họ tên của sinh viên, và bên dưới này có ba cái nút chức năng ha, nút thêm, nút xóa và xóa hết. Đó. Thì mỗi cái nút này mình sẽ thêm một cái sự kiện là onLead, và khi người dùng nhấp vào nó sẽ gọi cái hàm thêm, xóa và xóa hết đây ha. Ok. Tiếp theo mình sẽ viết những cái hàm này trong đoạn trong cặp thẻ là JavaZip đây. Đó. Function. Mình viết hàm thêm trước ha, thêm. Sau đó mở hai cái dấu ngoặc nhọn ra. Đầu tiên các bạn cần phải lấy cái thông tin trong cái ô testbot này. Mình tạo một cái biến và họ tên bằng document. Chấm. Mình sẽ lấy theo cái ID ha. Get element ID. Get element by ID. Đó. Ở đây mình lấy theo cái ID là họ tên. Họ tên. Ok. Và mình lấy giá trị của nó ha. Chấm value. Value. Ok. Đó. Sau khi đã lấy được cái thông tin mà người dùng nhập vào trong cái ô testbot này, mình sẽ cho nó hiển thị bên dưới cái thẻ disk này ha. Đó. Các bạn cần phải lấy cái phần tử của thẻ disk và thẻ disk bằng, mình cũng lấy theo cái ID là danh sách đây, copy và dán, lấy theo cái danh sách, ID là danh sách đây. Ok. Đó. Trong cái thẻ disk này mình sẽ tạo ra những cái thẻ B để chèn nội dung vào, và thẻ B các bạn sẽ tạo cái thẻ mới ha, document.ray là tạo ray element, tạo cái thẻ B. Đó. Sau đó mình sẽ gắn cái thẻ B này là con của thẻ disk. Mình gọi thẻ disk ra, thẻ disk chấm append child là con ha, và gắn cái thẻ B vào. Ok. Và trong những cái thẻ B này mình sẽ chèn cái dữ liệu vào ha, và test node bằng document chấm ray test node. Đó. Ở đây mình sẽ chèn dữ liệu vào. Đó. Mình sẽ đánh số thứ tự cho nó ha. Đánh số thứ tự thì các bạn sẽ thêm một cái biến y và y bằng 1. Đó. Mình sẽ đánh số thứ tự vào y, sau đó ghép với một cái dấu chấm và một cái dấu cách. Rồi, và ghép với họ tên này ha. Ok. Đó. Sau đó mình sẽ gắn cái test node này là con của thẻ B. Thẻ B chấm append child test node.
Ok. Đó. Và sau khi đã chèn cái họ tên của người thứ nhất vào rồi, mình sẽ tăng y lên một đơn vị ha, y cộng cộng. Đó. Mình sẽ test thử cho bạn xem. Thêm. Đó. Thêm. Các bạn muốn con chuột lúc nào nó cũng nằm trong ô này thì mình sẽ gọi cái họ tên ra. Mình copy nguyên cái dòng này. Và mình chấm forget ha. Forget. Đó. Thì con chuột nó sẽ lúc nào cũng nằm trong cái ô test spot này hết. Test thử ha. Đó. Ok. Đó. Rồi. Vậy là mình xong cái hàm thêm ha. Tiếp theo mình sẽ viết cái hàm xóa. Xóa. Trong hàm xóa này mình cũng lấy cái thẻ dip. Gọi cái thẻ dip ra. Đó. Sau đó mình sẽ xóa từ dưới lên trên ha. Xóa từ dưới lên trên. Gọi thẻ dip ra. Thẻ dip. Chấm. Xóa mình dùng lệnh là remove. Remove child. Xóa những cái thẻ con ha. Và xóa cái con cuối cùng của thẻ dip. Thẻ dip. Chấm. Last try. Đó. Xóa cái thẻ con cuối cùng của nó ha. Ok. Sau khi xóa rồi thì mình sẽ giảm y một đơn vị. Y trừ trừ. Rồi mình sẽ test thử các bạn xem. Thêm ha. Xóa. Xóa. Thêm. Đó. Xóa. Thêm. Ok. Rồi. Tiếp theo mình sẽ viết cái hàm xóa hết. Hàm xóa hết ha. Xóa hết. Thì để xóa hết, các bạn sẽ gọi cái thẻ tít ra. Mình sẽ chèn vào trong thẻ tít này một cái khoảng trắng để nó xóa hết ha. Chấm inner HTML bằng khoảng trắng. Ok. Sau đó mình sẽ cho y bằng 1. Rồi, mình test thử ha. Thêm, xóa hết. Thêm, xóa hết ha. Ok, rồi. Vậy là video kết thúc ở đây. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.